Một cô gái vừa tỉnh dậy, phát hiện bản thân bị nhốt trong một căn hầm lạ lẫm, cánh tay trái bị cắm kim tiêm, chân phải bị còng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại ở đây? Trong khi cô đang tâm trí rối bời, người giam cầm cô đã xuất hiện, là một ông chú béo mập luộm thuộm, tên Howard. Ông chú béo liền mở miệng nói, nước Mỹ đã bị sinh vật ngoài hành tinh chiếm giữ rồi, vô số người bên ngoài bị thương và tử vong. Cháu chắc hẳn muốn sống sót, nên là hãy cùng ta ở lại dưới căn hầm này. Chỉ vừa tỉnh giấc mà trái đất bị chiếm rồi sao? Câu nói dối quá là vụng về rồi. Cô gái trẻ đương nhiên sẽ không tin. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này tên Michelle, trước khi cô bị nhốt vào căn hầm, bởi vì đã cãi nhau với bạn trai, nên đã tức giận bỏ nhà ra đi. Chính là khi cô ấy đang tự do lái xe, một sự cố đột ngột xảy ra. Khi cô tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã trong một căn hầm kín mít, đến cả một con ruồi cũng không thể bay lọt vào. Nơi này không có cửa sổ, cũng không có tín hiệu, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chú Howard đều đặn đưa cơm cho cô, còn không quên thay đổi dung dịch chuyển dinh dưỡng. Ông ấy nhìn bình thường, giống như một ông chú hàng xóm. Điểm khác biệt duy nhất chính là bên cạnh hông luôn mang theo một khẩu súng, để nắm giữ mạng sống của Michelle. Ông không đánh đập, không la mắng cô, không ham tiền cũng không háo sắc, nhưng ngược lại càng làm Michelle cảm thấy sợ hãi hơn. Ông muốn tôi làm cái gì? Ta chỉ muốn cháu sống sót. Michelle đã từng cố mạo hiểm, nhưng ông cũng không phải là luôn nhẫn nhịn. Nếu tiếp tục để cô ấy như này, e là sẽ xảy ra chuyện. Chú Howard quyết định ngồi xuống, nói chuyện tử tế với Michelle. Ông nói với cô, cháu không thể đi đâu cả. Thế giới bên ngoài dường như đang bị tấn công, có lẽ là người ngoài hành tinh. Không khí đang chứa đầy chất bức xạ chết người. Tất cả mọi người đều đã tử vong, bao gồm cả bạn trai của cháu. Lúc đó ta nhìn thấy cháu trong vụ tai nạn, liền đưa cháu về nhà, coi như là thoát khỏi cuộc thảm họa này. Nơi đây là căn hầm ẩn náu mà ta đã cất công xây dựng nhiều năm, tuyệt đối an toàn. Cho nên ta không thể là tên biến thái gì đó được, mà còn là người đã cứu mạng cháu. Michelle hoang mang, tất cả những gì ông ta nói thật sự là quá hoang đường rồi, nhưng lại không có cách nào chứng minh. Một câu cô cũng không nói lên lời. Sau đó, cô đã phát hiện ra một nhà kho, nơi đây chứa đầy đủ thực phẩm, xem ra ăn trong vòng 2 năm cũng không thành vấn đề. Điều khiến cô kinh ngạc đó là, ngoài chú Howard, cô còn phát hiện nơi đây còn có thêm một người đàn ông khác tên Emmett. Khác với Michelle, anh ta chủ động chạy tới nơi ẩn náu này. Anh ta đã bị thuyết phục bởi những gì ông chú kia nói, thậm chí còn nói với Michelle, rời khỏi nơi đây sẽ là sự lựa chọn cuối cùng trong cuộc đời cô, bởi vì cái chờ đón cô chỉ là cái chết. Chú Howard dẫn Michelle đi tham quan phòng khách, cách bài trí vô cùng ấm áp, có rất nhiều sách khác nhau để đọc, thậm chí còn có thể xem DVD để giết thời gian. Nếu không thì còn có căn bếp đầy đủ tiện nghi, có đủ tất cả mọi đồ dùng. Chỉ một câu, những thứ mà bạn có thể nghĩ đến đều có ở nơi đây. Cái mà bạn không nghĩ đến, nơi đây cũng vẫn có. Mặc dù hai người họ không phải lo lắng về đồ ăn và quần áo, nhưng sự tự do của bọn họ lại bị tước đoạt hoàn toàn. Chính là chuyện đi vệ sinh đều phải dưới sự giám sát của chú Howard, để khiến Michelle tin rằng thế giới đã đến ngày tận thế là sự thật. Chú Howard đã dẫn cô đến cánh cửa đóng kín mít, qua lớp kính nhìn ra bên ngoài. Điều khiến cô rùng mình đó là xác chết máu me của những con lợn, giống như đã bị ăn bởi thứ gì đó khủng khiếp, căn bản không thể nhìn rõ hình dạng vốn có của nó. Chú Howard nói với cô ấy, đây chính là việc tiếp xúc với không khí bên ngoài. Trong cơn mơ hồ, Michelle đột nhiên chú ý đến chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài. Nhìn kỹ, đây không phải là chiếc xe trong ngày xảy ra vụ tai nạn trước đó. Đã tông phải xe mình hay sao? Chiếc xe đó tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Hóa ra người tông phải cô trước đó chính là chú Howard. Càng độc ác hơn, sau khi ông tông chúng đã mang cô về nhà giam giữ lại, mà lại nói dối là ông chính là ân nhân cứu mạng của cô. Cô đã nhận ra bản thân bị lừa dối, nhưng lần này cô đã học cách ngoan ngoãn, không to tiếng, nhưng trong lòng lặng lẽ tính toán. Khi ăn bữa tối, Michelle cố tình chọc giận chú Howard, nhân cơ hội mạo hiểm lấy trộm chùm chìa khóa. Nhưng một người cảnh giác như chú Howard đã rất nhanh phát hiện ra. Cô bỏ mặc mọi thứ chạy trốn, cầm chiếc chìa khóa tới cánh cửa. Chú Howard đã uống rất nhiều rượu, hành động có chút chậm chạp. Vào giây phút cuối cùng, ông đã bị khóa lại. Michelle nhìn thấy ánh đèn ô tô ở phía xa, cô háo hức mừng rỡ, vừa lớn tiếng kêu cứu, vừa vội vã mở chiếc ổ khóa. Đột nhiên, một gương mặt phụ nữ đầy máu me xuất hiện trước tấm kính. Hoảng loạn, sợ hãi, bối rối, bà ta cầu cứu Michelle cho mình vào bên trong. Nhìn thấy Michelle chuẩn bị mở cửa, chú Howard như bị dọa tè ra quần. Không được cho bà ta vào, hãy nhìn mặt bà ta đi. Không, Michelle dừng hành động lại.
người phụ nữ trước mặt vẫn đang khốn khổ kêu cứu. Nhìn gương mặt bị ăn mòn vô cùng nghiêm trọng của bà ta, Michen lưỡng lự. Người phụ nữ tuyệt vọng gõ vào tấm kính, nhìn Michen chậm chạp không mở cửa. Lát sau, bà ta đã dừng kêu cứu, chuyển sang phẫn nộ nguyền rủa cô. Mau mở cửa cho ta vào trong. Michen đã chọn cách không làm gì hết. Lẽ nào điều chú Howard nói là sự thật? Michen bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân. Chú Howard thẳng thắn với cô. Đúng vậy, sự thật tối hôm đó là chính ông đã tông trúng xe của cô. Nhưng chỉ là ông vội đi về nhà, chứ không hề có bất kỳ ý đồ nào khác. Ông chân thành xin lỗi Michen, không chỉ mang quần áo của con gái mình cho cô mặc, còn đưa cô xem những bức vẽ của cô con gái. Nói đến con gái mình, chú Howard lần đầu nở nụ cười, không thể che giấu tình yêu của mình. Từ đôi mắt của ông, hóa ra ông cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng vợ của ông đã dẫn theo con gái rời xa ông, cho đến tận bây giờ vẫn không có hồi âm. Michen bắt đầu cảm thấy, có thể bản thân đã hiểu lầm ông. Sau tất cả, một người cha hết mực yêu thương con gái mình như vậy, sao có thể là người xấu được? Sau khi trải qua chuyện này, quan hệ bọn họ trở nên hòa thuận hơn. Michen không còn nghi ngờ chú Howard là người xấu nữa. Chú Howard cũng bắt đầu nói cười nhiều hơn. Bọn họ nhìn giống như người một nhà, cùng nhau ngồi ăn bữa tối, chơi cờ tỷ phú, ăn vặt, xem những bộ phim kinh dị. Nơi ẩn náu bí mật này dường như đã trở thành một căn hầm vui vẻ. Chính vào lúc tất cả đều đang rất tốt đẹp, đã có một sự cố xảy ra. Hệ thống lọc không khí vấp phải vấn đề, buộc phải có một người đi khởi động lại thiết bị. Nhưng nơi không gian bé tí như vậy, chỉ có Michen mới có thể vào đó. Nhưng cô cũng thấy thoải mái, chấp nhận làm nhiệm vụ này. Sau khi khởi động lại thiết bị, cô liền lập tức rời khỏi. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại ngước nhìn lên chiếc giếng trời. Nơi đây đã có ánh mặt trời chiếu từ lâu. Cô trèo lên chiếc giếng trời, phát hiện trên tấm kính có rất nhiều vết xước nhỏ. Cô tò mò đẩy ra, một chữ heo hiện ra trước mắt cô. Vết máu đỏ tươi vẫn còn rất rõ. Rõ ràng đây là điều viết ra để người bên ngoài nhìn thấy. Hơn nữa, người viết ra chữ này rất có khả năng đang gặp phải nguy hiểm. Khuôn mặt của Michen bỗng chốc biến sắc. Cô vội vã trèo xuống bậc thang, lại phát hiện chiếc hoa tai dính đầy máu dưới chân mình. Và chiếc hoa tai này lại chính là của người vợ đã bỏ mặc tất cả của chú Howard. Theo như cô và Emmett điều tra được, hóa ra người phụ nữ trong bức ảnh không phải là vợ của ông ấy. Người này đã mất tích từ 2 năm trước rồi. Hóa ra đã bị chú Howard bắt cóc giam giữ ở đây. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Chú Howard luôn bịa đặt, một người cha tốt luôn yêu thương con gái mình, thật ra chỉ là ông ta dày công dựng lên. Còn ông ta giống như một tên biến thái giết người. Cuộc sống như vậy không thể tiếp tục được nữa. Hai người lại bắt đầu bí mật tìm cách chạy trốn. Bọn họ dùng tất cả những gì có thể sử dụng được, tự tay tạo ra một bộ đồ bảo hộ. Nhưng những điều không lường trước sẽ sớm xảy ra. Hành động của hai người đã khiến chú Howard nghi ngờ. Một ngày, ông đột nhiên gọi hai người tới. Nào nào, đến đây mấy đứa, ta sẽ cho các cháu xem một thứ quý báu. Chú Howard mồm nói là quý báu, thật ra chính là một chiếc thùng chứa đầy axit sulfuric. Loại chất lỏng này khiến cả xương người cũng đều bị tan biến hết. Trong tình huống này, hai người đột nhiên hiểu ra, hóa ra chú Howard đã biết rõ tất cả mọi thứ. Khi ông ép hỏi, Emmett đã nói dối, nhưng anh đem mọi chuyện đổ hết lên một mình bản thân anh. Trước sự thẳng thắn và cầu xin của Emmett, chú Howard bình tĩnh nói, ta chấp nhận lời xin lỗi của cháu. Giây tiếp theo, ông đã thẳng tay bắn chết Emmett, tiếp sau đó lập tức trở về dáng vẻ người cha hiền lành tử tế. Ông ôm lấy Michen đang sợ hãi, nhẹ nhàng an ủi cô. Không sao rồi. Michen gầy yếu nép vào vòng tay của ông ta, như thể một chú chim nhỏ đang kinh hãi, hoảng loạn, không sự giúp đỡ. Bắt đầu từ bây giờ, cô chính là một con chim mắc bẫy bị giam cầm. Chú Howard thay một chiếc áo mới, cạo sạch đi bộ râu. Ông đưa cho Michen một bát kem. Ông ta lúc đó không còn là ông chú béo mập lôi thôi lếch thếch lúc trước, mà càng giống một người cha già hiền hậu hơn. Rõ ràng là con quỷ biến thái giết người, nhưng lại hết sức nỗ lực đóng vai người cha hiền từ. Điều này không chỉ khiến người khác sợ hãi, mà còn khiến người khác kinh tởm. Suy nghĩ kỹ càng, Michen quyết định chiến đấu lần cuối cùng. Cô đã chuẩn bị xong xuôi bộ đồ bảo hộ, chỉ chờ cơ hội chạy trốn. Thật chẳng đúng lúc, đột nhiên lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân của chú Howard. Trong lúc hoảng loạn, cô đã đem bộ đồ bảo hộ giấu dưới nệm giường, nhưng lại phạm phải một sai lầm đe dọa tính mạng. Một cánh cửa bình thường làm sao có thể nhốt ông ta lại? Ông lần nữa xuất hiện trước mặt Michen, tức giận chất vấn Michen, đây là cách cháu báo đáp ta đấy sao? Michen đã trả lời ông ấy như thế này. Cô mạo hiểm quay lại căn phòng, đem theo bộ đồ bảo hộ. Nhưng đúng lúc cô muốn rời đi, quay đầu lại chú bám dai dẳng không chịu rời. Một nửa mặt ông đã bị ăn mòn nghiêm trọng, đứng cũng không đứng vững, nhưng vẫn còn nhìn chằm chằm vào Michen, trong ánh mặt lộ rõ vẻ giết người.
Michen hoảng loạn, đẩy đổ chiếc tủ đựng thực phẩm, thành công chạy trốn lần nữa. Michen buộc bộ đồ bảo hộ vào chân mình, di chuyển một cách khó khăn trong đường ống thông gió. Nhưng, nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Đây là cuộc chạy trốn trên những mũi dao. Rất nhanh sau đó, bàn tay bị ăn mòn nghiêm trọng của chú Howard đã nắm lấy chân của Michen. Cháu không biết bên ngoài có gì đâu. Để tôi đi, Michen. Michen bò ra khỏi đường ống, mặc lên mình bộ đồ bảo hộ, leo lên mái nhà. Phía ánh nắng mặt trời, cô dùng nitơ lỏng đóng băng ổ khóa, dùng lực gõ mạnh vào nó. Cuối cùng, chiếc khóa cũng vỡ. Michen liều mạng mở tấm cửa, dùng sức lực cuối cùng leo ra khỏi ô cửa. Đúng rồi, cuối cùng cô cũng đã tự do thoát khỏi căn hầm đáng sợ kia. Không giống với tưởng tượng của Michen, bên ngoài thanh bình, yên tĩnh. Ngoài ra tiếng côn trùng liên tục vang lên, như thể chỉ là một buổi tối êm đềm bình thường. Cô thử cởi bỏ mặt nạ bảo hộ xuống, hít thở không khí trong lành. Không có một chút gì là khác thường. Nói thế giới đến ngày tận thế ư? Nói có phóng xạ hạt nhân ư? Quả nhiên, một tên biến thái vẫn chỉ toàn là bịa đặt. Nhưng cảnh tượng tiếp theo xảy ra khiến Michen như bị tát một phát. Một vật thể bay có hình dạng kỳ lạ, giống như một con cá kỳ dị khổng lồ, đang bay chậm chậm trên không trung. Đây rõ ràng không phải đến từ... Michen vội vã chạy vào một nhà kho, lại phát hiện thi thể thối rữa nằm trên mặt đất, nhìn có vẻ như đã chết từ rất lâu. Nhưng cảnh tượng xảy ra bên ngoài so với thi thể này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cô nhân cơ hội chạy vào một trang trại, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng nơi đây không một bóng người, cả tòa nhà phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Một phi thuyền khổng lồ ngoài hành tinh chậm chậm hiện lên, phun ra khí độc nặng mùi màu xanh. Michen sợ hãi nhìn mọi thứ, không cần suy nghĩ, quay người bỏ chạy, đeo mặt nạ bảo hộ nhanh nhất có thể. Vẫn may cô đã thoát khỏi làn khói độc hại. Nhưng đúng khi cô chuẩn bị lái xe bỏ chạy, một con quái vật khổng lồ bất ngờ ập đến, khiến chiếc xe bị nhấc ngược lên. Trước mặt con quái vật khổng lồ ngoài hành tinh, chiếc ô tô giống như một chiếc xe đồ chơi dễ vỡ. Michen chợt nghĩ ra một cách đối phó. Cô dùng chai rượu và chiếc bật lửa có bên trong xe, tạo ra một bình đốt đơn giản. Cô nhắm đúng lúc con quái vật há mồm, ném thẳng chiếc bình đốt vào bên trong nó. Michen thoát khỏi cái chết, không dám ở lại nơi đây thêm một phút nào nữa. Cô vội vã lái xe rời đi. Từ chương trình phát thanh có thể hiểu rằng, loài người và sinh vật ngoài hành tinh đã xảy ra chiến tranh. Quân đội đang rất cần những người có kinh nghiệm chiến đấu và chữa trị tới Houston để hỗ trợ cho tiền tuyến. Sau khi nghe xong chương trình phát thanh, Michen dứt khoát quay đầu xe, lái xe về phía Houston. Trên bầu trời phía xa xa, một phi thuyền khổng lồ của người ngoài hành tinh xuất hiện trong tia chớp. Không một ai biết phía trước đang chờ đợi Michen sẽ là điều gì. Có lẽ sẽ là chiến thắng của loài người, hoặc sẽ là một căn hầm rộng lớn.